Dạ vâng, Đồ Gỗ Tuấn Anh xin kính chào quý khách. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2022. Thì sửa Đồ Gỗ Tuấn Anh mới hoàn thiện xong phần mộc thô của 8 chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng, chất liệu là gỗ hương đá. Và 8 chiếc ghế ăn này bên cơ sở nhà em làm cho anh Vũ ở Thái Bình. Đây, anh Vũ đã rất là tin tưởng cơ sở, đặt hàng bên cơ sở nhà em rất là lâu rồi. Thì hôm nay em mới hoàn thiện xong được ở phần mộc, thì em có quay một cái video để gửi đến anh cũng như là tất cả mọi người có cái nhìn khách quan và được tham khảo kỹ lưỡng về chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng này. Thì 8 chiếc ghế ăn Louis Hoa Hồng của bên cơ sở nhà em làm cho anh Vũ là giá là 3.600.000 đồng trên một chiếc ghế ăn như này. Đấy, 3.600.000 đồng mọi người nhá. Thì 3.600.000 đồng thì quý khách hàng sở hữu được một chiếc ghế ăn như thế nào? Thì đây, sau đây em sẽ đi vào gần luôn và chi tiết hơn về bộ sản phẩm này. Đây, thì đầu tiên là về phần đục. Thì bên cơ sở nhà em đục là hai mặt như nhau mọi người nhá. Đục hai mặt như nhau. Đây mọi người nhìn thực tế luôn. Đục là hai mặt như nhau, kể cả phần vách, phần trương, phần tay. Bên cơ sở nhà em đục hai mặt đều như nhau mọi người nhá. Đấy. Và độ dày thì phần trương cũng như phần tay bên cơ sở nhà em làm với độ dày là 5 phân rưỡi mọi người nhá. 5 phân rưỡi. Đấy, cực kỳ là dày. Đấy, phần tay mọi người, tay phải, tay em ôm rất là to này. Tay không ôm hết được cái phần tay này. Đấy mọi người. Đấy, tay phần tay cực kỳ là to à. Đấy. Phần ván vách cũng vậy, đục một bông hoa hồng và bên ngoài là một lượt gương. Đấy, giả gương. Đấy, bên ngoài nữa thì là một lượt hạc xoàn. Đấy, cái ván vách cái bên cơ sở nhà em làm là 2 phân mọi người nhá. Ván vách là 2 phân và cũng được đục là hai mặt như nhau. Đó, cực kỳ là đẹp luôn mọi người nhá. Đấy, so sánh với hàng thị trường thì những sản phẩm hàng trên hàng thị trường thì nó là đục một mặt và dày là 4 phân mà thôi. Đấy, nhưng bên cơ sở nhà em làm 5 phân rưỡi mà đục là hai mặt, mà đục hai mặt là như nhau. Đấy, giá cả sẽ chênh nhau một chút so với những cái hàng thị trường là 3.600.000. Thì nó khác biệt nữa là ở phần khuôn tranh và phần ván mặt. Thì khuôn tranh bên cơ sở nhà em làm hoàn toàn là 4 phân mọi người nhá. Khuôn tranh là 4 phân, còn những cái hàng thị trường ở trên thị trường ấy, nó là những cái khuôn tranh chỉ 2 phân rưỡi mà thôi. Đấy, còn ván mặt ở trên thị trường nó chỉ tầm khoảng 9 ly, 8 ly thôi. Đấy, còn bên cơ sở nhà em làm là 2 phân. Đấy, ván mặt là 2 phân, khuôn tranh là 4 phân, cực kỳ là dày dặn. Kể cả những cái phần yếm này, bên cơ sở nhà em làm là 3 phân, chân thì là chân 8, chân thì là chân 8 mọi người nhá. Và đặc biệt hàng của bên cơ sở nhà em thì là chân liền với cột, chân so là liền với cột mọi người nhá. Chân so này, chân này là liền với cột. Còn những cái hàng rẻ ở trên thị trường ấy thì nó sẽ chấp ở đây. Đấy, cái độ chắc chắn nó sẽ không có nhiều. Đấy, không chắc đón không chắc chắn bằng liền như này, mà cái giá thành nó sẽ rẻ hơn. Đấy. Một bộ sản phẩm thì nó có nhiều giá cả. Đấy. Nhưng mà mọi người lưu ý khi mua hàng thì đừng nên ham rẻ, mà nếu mà ham rẻ thì cái chất lượng của nó thì quý khách hàng phải chấp nhận là chất lượng nó sẽ kém hơn. Đấy, thực tế luôn, chứ không tiền nào thì của nó mọi người ạ. Chứ không, em không khuyến khích quý hàng mua hàng dày như này, mà là quý khách hàng mua thì người ta lựa tiền. Thì lựa tiền thì bây giờ tất nhiên là những sản phẩm rẻ thì giá thành nó sẽ rẻ, thì những cái sản phẩm nó sẽ kém chất lượng hơn một chút. Đấy, còn những sản phẩm mà giá cao như thế này, đấy, thì chất lượng nó sẽ cao hơn. Đấy, mọi người thực tế luôn, 8 chiếc ghế ăn của anh Vũ ở Thái Bình. Đấy, một chiếc ghế ăn nhà bên cơ sở nhà em bán hoàn thiện đầy đủ là 3.600.000 đồng trên một chiếc ghế ăn như thế này. Thì mọi người mà có nhu cầu thì có thể qua xưởng và xem hàng thực tế tại làng nghề mộc thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đấy, mọi người không qua xưởng xem hàng thực tế được thì có thể thông qua video clip này cũng như là số điện thoại và Zalo của bên cơ sở nhà em sẽ để dưới trên màn hình. Đấy, để mọi người có thể tham khảo liên hệ để tư vấn đặt hàng mọi người nhá. Và số điện thoại em xin nhắc qua một lượt để mọi người có thể biết là 0963 245 123. Và em xin nhắc lại một lần nữa cái số điện thoại của bên cơ sở nhà em là Đồ Gỗ Tuấn Anh, 0963 245 123 mọi người nhá. Và video này em xin kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở mọi người ở video lần sau.